Đây không, cảm giác như là trong đó là mồi của nó vậy đó. Đó. Hai con đó, nó dí lên cái xe luôn. Nó ghê không cơ kìa, ba con luôn. Trời, chắc nó nghe được tiếng người luôn, nó hiểu được tiếng người luôn kìa. Đây, hôm nay mình sẽ đi sở thú Mỹ Quỳnh nha cả nhà. Safari hoang dã ở ngay chỗ Long An ha. Giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi. Let's go. Cái đường này thì khá là miền quê luôn đó nha. Ở bên đây là bờ sông nè. Rồi tới rồi đây nha cả nhà. Mình nghe tiếng nhạc sập sình rồi đó. Đi ở ngoài vô tưởng không có ai hết trơn. Mỹ Quỳnh Safari nha cả nhà. Giờ mình sẽ đi vô mình mua vé nha. Người lớn 100, trẻ con 60. Đó rồi mình đi nè. Có khu trò chơi, công viên nước, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu hoang dã. Đi vô nha, sót vé. Sẽ chung chuyển chở mình vào phía trong. Hello. Có công viên nước nữa nè. Chút nữa mình đi vòng vòng chứ trẻ. Hồi nãy mua ba vé là bao nhiêu anh? Nãy mình vô công viên nước ba vé 200, ba vé là có thêm vé xe 10.000 nữa hả? Vô. Bên đây có quầy ăn uống nè. Xe trung chuyển một chạm từ ở ngoài vô tới đây. Bây giờ thì mình sẽ mua, mình thuê chiếc xe đạp này 50.000 nha, để mình chạy vòng vòng tại vì đi bộ nó khá là mệt. Hai vợ chồng với đứa con sẽ đi được chiếc xe đạp này. Let's go đi. Wow, mấy em lạc đà nè. Wow, ủa chạy vô đây được luôn hả? Nó lại nó gõ đầu mình nè. Nhiều nay lắm kìa. Nhiều nay lắm. Nhiều nay lắm, nó thấy mình giàu đó, nó ý đồ ăn, nó tưởng mình cho nó ăn ấy. Nó thấy mình đồ ăn nó dí theo. Ăn của người ta mà lại cắn nó ăn luôn thiệt chứ. Ủa, em có đạp không cho nó nhẹ? Có chứ.
mấy con khủng long này có thể leo lên ngồi đó. Ở đây cũng gì đấy. Sao nó không phải cọp ra giống vậy ta? Đây là gì, chim. Ở bên đây thì là à. Rồi bây giờ mình ra khỏi khu lạc đà, mình sẽ qua đi qua khu Nhớ Văn. Ở đây thì khu này có vẻ là nó thoáng mát, mấy con thú sống ở đây nữa. Ủa, chỗ này có gì? Con báo. Bự quá hả? Con báo kìa. Nó nằm nó hè lử kìa. Khỏi mình nói thì nó quánh lộn không? Nó kêu người ta quánh lộn không? Con báo nó nằm đẹp kìa. Nó hiền quá mẹ. Sao mẹ ăn cọp thì mẹ cũng dữ mẹ. Ăn cọp đen mà. Hello. Alo, alo, alo. Hello. Quay sát nó ra. Nó nhìn gì á, nó nhìn mình, mắt nó trắng dần trời, nó mắt nó không có tr... mắt nó có chồng đen nhỏ xíu à. Sao điện không giật nó? Có điện đâu? Đó cái dây điện nè, sao không giật? Chắc nó nhìn mình nó thấy ba miếng thịt khá là ngon. Nó thịt thịt. Ơi kìa, nó nhìn qua bên đây là đàn gấu nè. Đây nè, bên đây có mấy con gấu đen nè. Đấy, con cọp ở bên đây nó nhìn qua con gấu bên kia kìa. Nó nói đánh nhau không? Nó kêu đánh nhau không? Con đằng kia cũng đang đứng nói chuyện. Rồi chén rồi, chén rồi. Cái khu này là cá sấu. Nhìn rất là đẹp. Có cái cầu nè. Cái cầu này chụp hình rất là đẹp. Giật mất rồi. Nó tức lắm rồi đó. Ở đây thì mình thấy theo mình nhận xét đó nha, thì cái giá vé nó cũng hơi là đắt so với Sài Gòn luôn đó. Nhưng mà thú ở đây thì rất là chất lượng luôn á, coi sướng. Cá sấu rồi hả, nó mấp mà nó mập mà nó tự nhiên thiên nhiên á cả nhà. Nè, họ nuôi rất là thiên nhiên luôn, họ không có nuôi nhốt như ở trên Sài Gòn của mình đâu. Cá sấu mà nó bơi lên cỏ đó. Nó lặn đùng luôn, nhìn rất là tự nhiên luôn nè. Ở trong đó còn hai con ở trong đó đó. Nè, thấy không? Cả nhà thấy không? Còn ở bên này thì rất là nhiều luôn, nguyên bầy ở trong này luôn. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây khá là thiên nhiên, không khí rất là trong lành. Nó bườn lên, nó nằm kìa, nó dí theo kìa. Trời đất ơi. Trời ơi, nó dí theo kìa, thấy ghê không? Tách sợ luôn, mới ghê, trời ơi. Đó, nó dí đó hạt, nó dí theo đó, thấy ghê không? Cảm giác như là trong đó là mồi của nó vậy đó. Đó. Hai con, đó nó dí lên cái xe luôn.
Nó ghê không cơ kìa. Ba con luôn. Có đứa nào mở cửa ra không bay? Ba con luôn, bốn con luôn. Xuống dắt nó ra đi. Hai con đụng đầu cái kinh luôn. Rồi nó dí theo hết ra được luôn. Quyền nguyên một bầy luôn. Trời đất ơi. Ghê lắm. Ý là mở để lui xe lại để đuổi tụi này xuống. Thấy ghê quá à, sợ quá. Cái này là rồi mấy anh này không dám đi ra đường này rồi mọi người ơi, nên là phải thả nó đi ra, đi lui xe lại rồi. Nó không, cái con kia nó không chịu xuống luôn, nó cứ nằm trên xe, nó quên đóng cửa nó chết luôn. Rồi nó ra, nó nằm đây nè cả nhà. Trời ơi đất ơi, bự, nó bự bằng con voi luôn á. Má nó quơ cái giò một kẹt. Rồi nó bật ngồi dậy. Hồi tối mày đòi ăn thịt nó đi. Rồi nó thở cái khì một cái khói rồi. Mua đồ ăn cho nó. Nó ăn nhiều quá rồi nè con. Trời ơi trời, con rùa gì mà bự dữ vậy. Trời, chắc nó nghe được tiếng người luôn, nó hiểu được tiếng người luôn kìa. Cho bánh nó ăn đi. Bánh heo nó ăn được không? Trời ơi. Cái mấy con chim nó đứng trên đây nó ỉa nè. Mấy con chim đứng lên cái mai của nó ỉa đầy. Con này chắc mấy trăm năm đó. Đem con này về mà chở đi học là hết tài luôn ha. Rồi mỗi buổi sáng á, nhưng mà phải thức từ 4 giờ. Đúng không? Thức từ 4 giờ. Lấy bánh heo cho nó ăn. Nó có biết ăn bánh đâu. Trời ơi, cái chân này. Chất lượng quá. Ê, con này mà nó lật một cái là chắc nó chết luôn hả? Chết đâu nó nữa lại được. Được rồi. Mày đạp nó vô. Cái đồ đang đùa. Cho nó ăn cái gì? Đẹp. Đẹp ha. Con này đẹp quá. Cho nó ăn cái gì đi?
Nó ăn bánh được không? Con này gọi là dê cụ. Nên tụi ơi, nó ăn bánh được không? Thúi quá. Nó ăn bánh được không? Được. Không, không, nó đâu có ăn bánh, nó chỉ ăn gan thôi. Lên xe. Mấy con dê vậy thôi. Nó ăn lá không? Trời gì nó ăn đi. Theo con quá trời luôn kìa. Mẹ có trái quýt nào nữa không? Mẹ dục hết rồi. Nguyên bày heo. Chơi với heo không con? Chơi với heo không? Con có cái lá cây nào hết trơn. Heo rừng. Đây là khu công viên nước nha cả nhà. Sau khi mình đi sở thú xong thì sẽ vào cái khu công viên nước ở trong này. Nhưng mà bây giờ chưa nắng quá, nhà mình sẽ không có đi. Ở đây là khu resort nghỉ dưỡng nè. Họ có khách sạn cho mình nghỉ dưỡng lại luôn. Rất là đẹp nha. Mỗi khu vực vào á thì cứ một khu vực là vào người lớn 100, trẻ con trên 1 mét là 60. Tính tới. Vậy đó. Cái vé vào cổng là khác, còn cái vé mà vào chơi thì từng khu vực á thì mình phải trả thêm. Bây giờ mình sẽ vào cái khu vui chơi trong nhà. Khu vui chơi trong nhà nè. Ở đây họ xây rất là hoành tráng luôn. Ở đây có một vườn hoa hướng dương rất là đẹp. Tết lên là chắc đẹp lắm luôn á. Cái này để gần tới Tết đi. Đẹp.